nhanh thật đấy. Năm rồi, kể cả ngày mà chúng mình bắt đầu nói chuyện về vấn đề cưới xin năm, mà bây giờ là tháng 3 rồi, 10 tháng rồi. Thì anh mong rằng là vợ chồng mình sẽ luôn luôn sống vui, sống khỏe với nhau và luôn đầy đủ tình cảm bên nhau. Thế là tốt rồi. You could try.